sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Đi đâu cứ kiểu gì đấy, à. Làm người ta ngã, tôi biết cả mồm rồi. Ai hốt rồi. Rõ ràng em va vào người anh mà, sao lại? Hả? Tao không biết đâu, mày vào người tao rồi, mày lên tiền tao đi. Ai ôi, đau quá. Này, ngươi định làm trí phèo thời 4.0 à? Đứng dậy đi. Ăn vạ nó vừa thôi. À. Mau đi đến cuộc thi pha trí thức uống mùa hè, nhanh lên chẳng muộn. Vâng. Đi. Pha trí thức uống hè á? Ừ. Mình cũng có giấy 10 đấy. Thứ này quên mất, mình phải về dù cánh chung nữa. Ôi nhậu tết à, không phải, đấy là ta đã nghĩ. Ôi nhậu tết à, không phải, đấy là ta đã nghĩ. Thư mời cuộc thi. Thư mời cuộc thi pha chế thức uống hè. Kính mời Na Cha. Này, có gì đó sai. Tên quả mình đâu? Không có. Này, tên bọn anh đâu? Thư mời mỗi em mà. Yêu. Làm gì vậy? Ghi tên hai em mình vào. Ôi, đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Không được. Nếu các anh thích, em sẽ cho các anh đi cùng để hỗ trợ em. Thế là ba anh em mình kết hợp ấy, kẻ nào cũng giật được, cũng phân quả lời. Tôi có lời đó, cứ có quả là tớ đi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Ơi động đá là không phải, thế nào là tớ đi. Chủ nhân ơi, hình như chỉ có mỗi chúng ta đến với cuộc thi này hay sao ấy. Cơ hội thể hiện bản thân của ta tới rồi. Nếu mà ta chiến thắng cuộc thi này thì danh tiếng của ta sẽ được nhiều người biết đến. Sao? Các anh các chị không coi ban tổ chức ra gì à? Đúng, cười như cho không người. Trời ơi. Chúng em chào ban giám khảo. Chào các em. Ôi, chúng em đây, chúng ta đối thủ kìa. Con này, hồi chú cũng đi thi ra. Kệ bụng ta. Chào mừng tất cả các bạn đã đến cuộc thi pha chế thức uống hè. Có cái gì mà vốn, mình chơi đi. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, các bạn sẽ được pha chế đồ uống tùy ý theo sở thích của mình. Em sẽ pha một ly nước rất lạnh. Trời nóng như này mà uống một ly Milo vài đam mê thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Nhưng mà nguyên liệu được pha chế là gì? Kiếm có khó không? Anh yên tâm, em đã có sẵn công thức của bà ngoại để lại rồi. Nhưng mà còn thiếu một Milo nữa. Bây giờ anh em mình phải đi tìm thôi. Hai đội chú ý, tất cả các bạn
sẽ có 2 giờ đồng hồ để thực hiện phần thi của mình. Kết thúc cuộc thi, đội nào mà pha chế ngon, chinh phục được đám khảo thì sẽ giành chiến thắng. Có rất nhiều phần quà hấp dẫn đang đợi các bạn. Các đội có ý kiến gì không nhỉ? Em thì có ý kiến. Na Cha, mời phát biểu. Em xin ban tổ chức cho bọn em đi tìm một video ạ. Ban tổ chức đồng ý. Bọn em cảm ơn ạ. Đừng để bọn chúng lấy được bộ video. Đi đi. Đó. Ê, bọn em đi vệ sinh. Đấy, vệ sinh. Xin chú ơi, ừ, chúng ta tìm một mối nửa đâu ạ? Kê Trung này, anh đừng chơi anh Thành nữa. Chúng ta đi nhanh, không lại muộn đấy. Ờ đi, em dẫn đường nhé. Đi. Ê, ơi trời. Đi đâu mà vội mà bà? Mà vấp phải đá, mặc quang phải nhau. Các người muốn đi tìm bột Milo á? Ừ. Tốt nhất bỏ cuộc đi. Bỏ đi. Chỉ ra là hai người chặn đứng tụi này à? Này, thi đấu thì phải công bằng chứ. Đúng rồi, tránh đường đi. Gì? Công bằng á? Ừ. Bọn này chỉ biết đã thi là phải thắng. Thế thôi. Đi. Ây da. Ê Trung. Trung. Trời ơi, Trung cái gì nữa? Anh cản hai đứa này. Hai người đi đi. Trung kìa. Anh Trung. Sao cản đường bọn ta? Có được sao? Đúng rồi, một mình thôi, không phải là đối thủ của bọn ta đâu. Rõ ràng nó mới ở đây mà chạy đấu nhanh thế nhở? Ở đằng kia, đây. Này, Na Cha, em đang ở đâu? Anh Trung, em đang ở khu rừng gần đấy. Anh mau đến đây đi. Ờ, được rồi, anh đến luôn. Cho một chút muối đây này. Đấy. Tiếp theo, mình cho một chút đường vào. Cho muối cho đường rồi. Có vẻ vẫn còn nhạt nhẽo đấy. À, đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho một chút mắm vào đây. Kiểu gì nó cũng nặng đà thôi. Úi dồi. Tôi xong rồi. Mình hơi lỡ tay. Nhưng mà thôi không sao. Biết đâu cái sự lỡ tay này lại tạo nên thương hiệu riêng cho mình. Không sao, vẫn cứ là ok. Nốt này. Cố đều lên này. Ai chà. Mọi người ơi, tớ mệt lắm rồi, lại đói nữa. Hai chúng mình đi kiếm cái gì ăn đi. Còn ăn cái gì? Sắp hết một tiếng rồi đây, chúng ta chỉ còn một tiếng nữa thôi. Khu vực này trước nhiều người cũng bán bột Milo lắm, nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó hoang vắng như vậy. Ở trong tạp hóa thiếu gì? Sao chúng ta phải vào rừng? Đúng rồi đấy. Này, kiểu cái gì ăn luôn. Đói lắm rồi. Đúng nhỉ? Thế mà em không nghĩ ra. Bây giờ bột Milo quán nào chẳng có. Thế, anh dẫn đường nó rồi. Bây giờ chúng ta còn một tiếng rồi đấy. À đây, trời biết. Một quán tạp hóa ngay ở đây. Đi, đi tôi lại. Đi, ta cho bà tạp. Thức uống của mình quả là có một màu đặc biệt, lại còn thơm nữa chứ. Ai mà không rảnh rảnh nhất là hơi phí. Ây, ai hốt thì mà.
mọi người ơi, em tìm được bột Milo rồi này. Ê, ô, thấy rồi. Đâu rồi? Thấy rồi. Đây rồi. Cô nãy khi chúng ta mua một hộp Milo 400g hoặc 2 giây Milo gói thì chúng ta sẽ được tặng một bình nước lăn tăn. Wow. Hãy sưu tầm đủ bộ bình nước năng động với hai bộ môn thể thao mà trẻ em đều yêu thích. Rồi rồi. Ui, cái bình đẹp chưa này. Chúng ta bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nhanh, nhanh về cuộc thi thôi. Đi. Này, sao cái đội này mãi không thấy đem nguyên liệu về nhỉ? Hay là bỏ cuộc rồi? Có thể. Ta nghĩ bây giờ ban tổ chức nên trao giải cho ta luôn đấy chứ. Giờ còn chưa mang nguyên liệu về để còn thi thố gì nữa. Đúng, trao giải. Ôi, bình tĩnh, đã hết giờ đâu. Bọn ta về rồi đây. Ai nói nhỉ? Hả? Xin phép ban giám khảo cho bọn em bắt đầu cuộc thi ạ. Này, các ngươi làm việc kiểu gì đấy? Bọn em đã cố gắng hết sức nhưng không cản được bọn chúng ạ. Hai người thật là vô dụng. Ô, mẹ trời, phá khô như thế này đủ uống nguồn nước à? Không có nước thì làm sao gọi là đồ uống được. Anh Trung, đây không những có nước mà đây còn là nước nóng ấy. Thế thì tốt rồi, chúng ta pha chế thôi. Chủ nhân ơi, sao làm thấy cái nước này cái màu nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy, dễ uống không á? Đúng rồi đấy chủ nhân ạ, em thấy nghi nghi lắm. Đầu tiên chúng ta phải pha nước trà vải. Sau đấy mình đổ vào bình nước năng động đúng không? Đúng luôn. Nhưng mà chúng ta cần phải xay vải tươi ra nữa. Xay vải tươi á? Máy xay đâu? Máy xay á? Đây. Ấy, có máy xay rồi. Thanh Hào, cho vải vào đi. Nhanh, sắp đến thời gian rồi. Ê, ok. Này, mình ngon chưa? Ngon ạ. Thêm uống đi. Hả? Vớ đuổi cho bọn kia uống nước no rồi. Em không uống no. Em cũng vừa uống no rồi ạ. No no. Nhưng mà còn một nguyên liệu quan trọng nữa, đó là bột Milo. Anh biết rồi, anh đã pha sẵn rồi như này. Anh Thành. Hả? Đừng có lên động, đã có đá. Chúng ta pha thôi. Chuẩn bị rồi. Đủ nước sinh tố vải này. Anh Trung, đủ rồi. Anh Thành, các đều giúp em. Ok. Nát cái gì? Đây. Thơm thế. Thơm cái gì mà thơm? Ai ốt đi mà. Này nó chắc, mới làm được một mình thôi, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác. Bằng, đúng rồi. Bọn ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến các người cả. Chật. Các người làm mùi bay nồng nặc như thế, ai mà ngửi được? Đúng rồi. Đúng đúng. Mùi hương của ta thì liên quan gì đến các người? Chật. Các người đừng làm khó người khác. À, hai tử. Lên. Rồi. Các người coi đây là cái chợ à? Mà muốn làm gì thì làm. Đúng vậy. Hết giờ, 12 đội mang đồ uống lên đây. Đúng rồi, khát cô cả cổ rồi đây này. Ta chạm, mang lên đi. Từ từ, để em đổ ra ly đã. Nhanh đi. Chú đi đây, pha ly đi. Được. Để ta. Yeah.
thơm thơm đúng không? Sao? Ban giám khảo ơi, tuy mùi của nó hơi khó ngửi một tí thôi, nhưng uống là rất là ngon đấy. Ngon thật chứ? Ngon. Ngon đấy. Uống đi. Ban giám khảo yên tâm, thức uống này của em có tên là Milo vải đam mê, rất thơm và ngon lắm đấy. Ngon ngon mà bổ. Thôi được rồi, vì là ban giám khảo, hy sinh vì đam mê. Đừng phụ trang đăng. Thần vấn. Ngon thế. Ngon chứ. Na cha, thức uống này của em quả là xuất sắc. Không còn bàn cái gì nữa. Đội Na cha là đội chiến thắng. Chủ nhân này, đi về đi, đừng để công ty xấu hổ à. Này, quên cốc. Chủ nhân này, thế bây giờ như nào? Kết quả chung cuộc, đội Na Cha giành chiến thắng. Thế nên là các bạn sẽ được một Milo uống thỏa thích. Thế phải đi lấy tiếp nhá. Các bạn ơi, các bạn hãy như chúng mình, hãy bổ sung bột Milo vào mỗi bữa sáng để có một ngày tràn đầy năng lượng nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.